Một mô hình mới mang lại nhiều hiệu quả. Tại Việt Nam, hơn 1,4 triệu cửa hàng tạp hóa đang vận hành theo phương thức cũ, tức là hàng hóa nhập về thông qua các nhân viên tiếp thị của các nhãn hàng. Mỗi mặt hàng là một đầu mối khác nhau. Phương thức này khiến cho nhà sản xuất mất nhiều nhân lực và chi phí. Vì thế, sử dụng điện thoại thông minh để kết nối giữa chủ tiệm tạp hóa và nhà sản xuất đang là xu hướng trong thời đại số hiện nay. Gần một năm nay, chị Thu Hà tại thành phố Hồ Chí Minh đã quen với việc sử dụng ứng dụng Bubble Shop cho tạp hóa để đặt hàng trực tiếp với nhà sản xuất hàng hóa. Từ khi sử dụng ứng dụng, chị Hà đã chủ động tính toán lượng hàng hóa cần nhập về, nên hàng hóa không bị tồn, lại chủ động tiếp cận trực tiếp với các chương trình ưu đãi của nhà sản xuất. Nên dù dịch bệnh, hàng tạp hóa vẫn tăng trưởng tốt. Đặt trên app thì rẻ hơn đứng chút. Hồi trước thì mình bán thì người ta ở đây kêu tạm quá trời luôn, nó quá trời luôn. Thì người ta chạy chỗ này chạy chỗ kia rồi cửa hàng tiện lợi bên kia nữa kìa, tùm lum hết. Thì người ta vô người ta so được giá này nọ, nhưng mà khi mà người ta có cái app thì mình bán rẻ hơn chút á, cái người ta thấy cái người ta nghĩ chút, người ta thấy là chỗ này bán rẻ hơn nè, bán được hơn nè, cái người ta cũng hay ghé vô đây người ta mua hơn, mình thấy là khách nó đông hơn. Khi muốn phản hồi về sản phẩm, cửa hàng bán lẻ chỉ cần chụp hình gửi lên ứng dụng làm cơ sở để nhà sản xuất phản hồi ngay lập tức. Theo đánh giá, không chỉ tiết kiệm được nhân sự mà thông qua ứng dụng, nhà sản xuất cũng có thể đánh giá, phân tích được nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng, làm cơ sở để sản xuất ra sản phẩm mới phù hợp. Ứng dụng này giúp đội ngũ bán hàng của chúng tôi làm việc hiệu quả hơn rất là nhiều. Việc chăm sóc cửa hàng trở nên dễ dàng và nhanh chóng, từ đó đội ngũ bán hàng có thêm thời gian để chăm sóc các cửa hàng khác, gia tăng bao phủ cho công ty. Ngoài ra, việc triển khai các chương trình khuyến mãi được thuận tiện và nhanh chóng, gia tăng hiệu quả bán hàng cũng như các chương trình trade marketing. Sau khi mà chúng tôi, nếu mà chúng tôi đã phủ cái nền tảng, cái app này nó đến tất cả các tạp hóa đó, thì lúc đó bước thứ hai chúng tôi sẽ làm tiếp cái việc là tạp hóa như khi không cần phải mở cửa mới là kinh doanh, mà họ mở app sẽ là kinh doanh. Giả sử chị đang ở nhà, chị đang nấu ăn mà chị hết nước mắm hay hết chai dầu ăn, thì hoặc là chị phải dừng lại và chị chạy ra tạp hóa gần nhà chị mua. Nhưng hôm nay chị chỉ mở cái app thôi và chị phải là chị request, chị yêu cầu một chai dầu ăn, một chai nước mắm, thì chúng tôi sẽ đưa thông tin đó, cái tôi gọi là từ broadcast, là thông tin đó là những tạp hóa xung quanh, và tạp hóa nào họ chấp nhận cái yêu cầu mua hàng đó thì họ sẽ cầm cái dầu họ giao cho cái khách hàng mà xung quanh nhà của họ. Hiện ứng dụng đã kết nối được 7.000 cửa hàng bán lẻ, bao gồm các cửa hàng tạp hóa, cửa hàng di động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Các cửa hàng bán lẻ có thể chỉ cần một điện thoại thông minh, có thể đặt hàng được nhiều sản phẩm của nhiều nhà sản xuất thông qua một ứng dụng, góp phần mở ra một chuỗi cung ứng truyền thống mới.